Su V3 mình nó có đời thấp đời cao mà. Khi anh em nào mà coi được clip này á, mà anh em đưa cho mình mà Su V3 thắng đùm, lụm bỏ túi luôn. Dễ, thắng gì còn làm được mà, thắng đùm mới làm được chứ các bạn. Đúng không? Có là cứ chơi đừng có sợ gì hết. Rồi, cảm ơn các bạn nhiều vậy. Chúc các bạn có một đêm coi kênh Tây Quần Điển vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Chào tạm biệt các bạn. Chào các bạn. Thì hôm nay là em trải qua sóng gió xong rồi đó. Tới ngày ráp hết quần áo thì bắt đầu sẽ mời các bạn kiểm tra chi tiết phần bên trong của Su V3 110 giọng mới mã đời 23F5 7 3 5 2 0 1, phải không? 98 2 0 1 gì, để em ráp hết quần áo coi tìm lại cái em báo cho các bạn nha. Thì chắc chắn luôn nhiều anh em sẽ hỏi là anh Tài có dọn Su V3 hay không. Thực sự mình nói với bạn luôn, xe nào cũng làm. Và ví dụ như xe này kiếm đồ khó, dọn xe khó, máy ráp khó. Và đồ Su này nè, mình nói với các bạn luôn, nó sẽ khó khăn hơn các bạn thực hiện là dọn mới là rim thái quay thái rất là nhiều. Bởi vì đồ kiếm thì các bạn nghĩ đơn giản thôi. Việt Nam mình nè, chơi á, cái nào mà càng trụ, càng phổ thông, mua đồ càng dễ. Còn những cái dòng xe mà không được người khác ưa chuộng á thì sẽ mua đồ rất là khó. Và giống như nếu mà người ta nhập về thì phải có người mua người ta mới bán. Còn bây giờ nếu mà người ta nhập phụ tùng về đi, không có người mua thì người ta nhập về đâu có được. Ế sao? Đó, cho nên là nó khó là nó khó cái đó. Nhưng chốt lại, hôm nay em đang quay clip này là ngày 14 tháng 1 năm 2024. Thì tổng cái thời gian em dọn xe này luôn chỉ có 3 tuần là xong. Còn những xe mà trước các bạn thấy mình dọn 8 tháng, 9 tháng rồi là do Covid trở ngại thời gian, mình không có thể tiến hành suôn sẻ được. Rồi thì bây giờ bắt đầu em sẽ đi vô em review từ ở dưới đít lên. Thì bắt đầu mời camera quay sơ phần khung sườn rồi lại trước đi một vòng nữa. Bắt đầu em mới đi vào. Thì ở đây phần khung sườn là quan trọng nhất ha. Đối với em phần khung sườn và phần máy là hai phần quan trọng nhất. Thì bắt buộc luôn phải bàn giao lại cho các bạn. Đó. Rồi thì bây giờ là ở đây nè, là nguyên cụm đèn hậu. Thì ở đây nguyên cụm đèn hậu là em thay mới. Em thay mới hết toàn bộ. Rồi như các bạn đã thấy nè, cái này là mở khóa yên sau. Đó là mình đã quay cho các bạn một cái clip là mình mua được cái này là của Thái hay của Nhật gì luôn á. Riêng đồ Su nha các bạn, cái mã Nhật rất nhiều nha, nhiều hơn đồ da và đồ Honda luôn. Tiếp đó tới là mã Thái, đa số hết khoảng 70-80%. Hãng Honda Việt Nam mình á, bán đồ Su á, là của Thái Lan rồi, là của Nhật. Đó. Thì ở đây nó sẽ có những cái khó và những cái hiếm, khó mua. Ví dụ như là cái hộp này là kêu tạm gọi là hộp đựng đồ nghề đi. Thì cái hộp này nè, mình đã mua lại được cho chủ xe là một cái hộp mới. Cũ thì bị chuột cắn hay là cái gì nó mài mất nửa cái hộp luôn. Đó, thì hộp bên này thì em mua mới lại được. Mà cái hộp đựng bình ắc quy bên kia thì như là nó ngưng sản xuất hoặc là không có nữa các bạn. Em mua lại không được nha. Rồi, ở đây là IC, hay còn gọi là CDI đó. Thì cục IC này là mình mua mới trong hãng có nè. Mình thay mới. Đó, mình thay mới IC. Còn quy cặp phuộc này, mình mua lại cặp phuộc mới của hãng. Thực sự đồ Su này nè, tổng thể luôn á, trên xe á, thì mình thấy là không có gì kêu là mắc quá đáng hết. Giống như là món nào nó cũng mấy trăm hoặc là triệu mấy là cao hết cỡ à. Chứ không có món nào, ví dụ không có vụ mà một cái bình xăng côn mà nó 4-5 triệu, không có nha các bạn. Chỉ có viền áo á, thì 4-5 triệu rồi có. Còn mà từng cái phụ tùng, ví dụ bô đồ cũng vậy, bô phuộc đồ nó cũng giá tiền rất là hợp lý. Anh em chơi cái dòng Su này thì em cũng thấy rồi, nếu mà anh em nào chơi dòng Su này đồ đạt thực sự rất là bền. Đó. Và phuộc em thấy mới nè, hộp này em thấy mới nè, thùng xăng lớn là em giữ lại cũ chủ xe, em sơn lại. Nhưng mà các bạn coi nè, ở dưới đây là cái cao su này là các bạn biết gì, cao su giảm chấn của thùng xăng lớn á, thì mình xài lại cao su cũ đó, mà mình bắt ốc ác ác ở dưới đây là rất là đúng lại nha. Còn ở đây cái khóa xăng này là em thay mới, dây xăng em thay mới thì các bạn biết rồi, những cái dây xăng là hồi đó giờ em dọn bất cứ xe nào thì em đều xem thay mới hết cho người ta, để cho nó yên tâm về độ bền, độ dẻo và nó không bị xì những cái khớp này. Camera có thể giật ra sao mà vừa thấy anh và vừa thấy này, đừng có xa quá. Ba bộ phận em muốn nói tới, bình xăng con là một, thùng xăng lớn là hai, và vấn đề thứ ba là cái bơm xăng. Thì mình làm 10 người, không, mình làm tầm khoảng là 100 chiếc xe luôn á,
thì sẽ có bị sót lại một chiếc xe là nó sẽ bị trục chặt dây, nó chảy xăng dư. 1, 2, 3, 3 bộ phận. Thì xe neo nó cũng sẽ có 3 bộ phận giống vậy, hoặc là Sirius nó cũng có 3 bộ phận như vậy. Thì mong anh em hiểu là như vậy. Đầu tiên là về cái khía cạnh giá tiền. Khi mà em dọn một chiếc xe, em sẽ muốn là một cái chiếc xe đó phù hợp nhất về giá tiền cho chủ xe. Thì khi mà muốn phù hợp á, đại khái là rẻ đi, thì mình phải giữ lại. Ví dụ là em phải giữ lại thùng xăng lớn, phải giữ lại bình xăng con, thì nó mới rẻ được. Thì ba món này là nó đi liền với nhau nè. Chảy xăng, em có dọn một cái Sirius màu đỏ là 00608, chủ xe nói là em tưởng anh Tây có can thiệp rồi thì nó phải hết. Mình nói với bạn luôn, nếu trường hợp nha, 1, 2, 3 món này các bạn mua đồ mới hết 100% có, cho dù có đi nữa nha, thì cái tỷ lệ mà nó hơi ướt xăng vẫn có. Bởi vì bình xăng mới cái mâm tu nó chưa kín là vẫn có nha. Còn nếu mà mua được 3 món bình xăng mới đó, thì khi mà nó có thì nó sẽ hạn chế cái xác suất mà chảy xăng dư rất 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 nhiều luôn, hết 99,9%. Nó chỉ hơi ướt mồ hôi ra dưới sợi dây xăng này chút xíu thôi. Đó là giống vậy nè. Thì ở đây như em trai này đi, em gửi xe này lên cho mình để mình dọn lại. Thì đầu tiên là một món cũ, hai món cũ nè. Thì cái món cũ quan trọng nhất là cái này. Thì khi mà cái thùng xăng lớn này nè, em xài lại em sẽ xúc. Xúc là sao các bạn coi nè. Rồi, là ở trong đây nè, mình sẽ vệ sinh lại rất là sạch sẽ. Mình ngồi xúc thùng xăng này một ngày hai ngày có nha các bạn. Thì khi không có đồng nghĩa với việc khi mình xúc cái này rất kỹ là nó sẽ an toàn đâu. Bởi vì cái thùng xăng là nó bằng sắt, sử dụng lâu ngày nó sẽ rỉ sét luôn hết. Thì khi mà xúc lại nó chỉ hạn chế phần nào thôi. Thì cỡ chừng tầm một tuần, một tháng, hai tháng, ba tháng, một năm, hai năm, có thể là những cặn này nó xuống. Cho nên là những anh em mà dọn xe mới bây giờ nè, phục dựng lại những chiếc xe cũ thành chiếc xe mới, thực sự anh em hay thay cái thùng xăng lớn. Đó là lý do đó các bạn. Cái cặn cái xét ở đây nó xuống, nó nghẹt cái bơm xăng. Cái bơm xăng này nó nghẹt, nó làm nghẹt mông tu. Anh em nghĩ là nó sẽ có lọc, có đồ, nó chặn lại hết đúng không? Không, nó qua được hết đó các bạn. Cho nên là nếu Tây làm mà có những cái thiếu sót gì thì mong anh em cảm thông và chia sẻ với Tây, để cho Tây được khắc phục. Chứ không phải là khi Tây đã làm là chắc chắn nó sẽ ngon, hoặc là chắc chắn nó sẽ hết. Mình chỉ đặt trường hợp như các bạn nè, các bạn không làm tìm em đi, các bạn vô hãng các bạn thay. Các bạn thay bình xăng mới nè, bơm xăng mới và thùng xăng mới. Thì khi thay bao nó mới hết mà lỡ may nó chảy xăng rồi sao? Ơ, trong hãng người ta không có bảo hành nha. Thì bây giờ cũng phải tới hãng lại để người ta kiểm tra canh chỉnh lại cho các bạn. Thì mình cũng mong ở điều đó nữa các bạn. Khi mà em làm có trục trặc gì thì các bạn tới kiếm em, hoặc là gửi xe lên lại cho em để em canh chỉnh. Chứ còn đừng có nghĩ là à, thằng Tây nó đã làm, nó đã đụng lên là chắc chắn nó không bị. Không, mình ở đây là mình đang phục dựng lại những chiếc xe cổ đã cũ nha em trai. Xe cổ đã cũ đúng không? Rất là nhiều người sẽ nói một câu vậy nè: mấy thằng khùng mới dọn xe này, bậy. Còn bán đâu mấy ông, nói bây giờ lấy tiền đi mua đi. Tới nỗi mà bây giờ cái xe còn bán không bán, mấy anh còn không có biết mà sao mà mấy anh nói vậy quá dở. Thì mấy anh đâu có đủ cái khả năng mà mấy anh phán đâu, đúng không? Rồi, đầu đi vô tiếp nè. Thì cái cục màu đen này là cái gì thì em giải thích luôn. Thật sự là cái số máy, số khung để mà mình coi đời của xe Suv3 này em không rành. Chứ nếu em rành thì có thể em dựa trên số máy, số khung em sẽ báo được cái đời này nó có hay không. Bởi vì chủ xe đã dọn nhiều lần rồi. Thì đúng luôn cái cục này là cũ, cái đời mà cái lồng nó có hai sợi ống hơi, nó ổn định cái nhiệt độ máy. Thì cái vô tình cái đời này cái lồng nó lại không có mà lại có cục này. Thì cái cục này kêu là cục giống như là điều hòa khí thải. Thì cái cục này đang đút thẳng vô bình xăng. Đây camera đi qua bên kia đi. Nó đút thẳng vô bình xăng đây nè. Đó, dạng là nó đưa gió vào để mà ổn định ấm bình xăng này hơn, để các bạn có chạy bất cứ nhiệt độ nào đó, nó cũng ổn định á. Đó, thì nếu mà đúng luôn cái này nó phải cắm vô, nó có một dây hơi cắm vô cái lồng. Thì mình lại không thấy ở đây trên lồng mà lại thấy đưa vô bình xăng. Đó, thì mình không biết đúng đời này là nó đời nào. Đó, cái này Tây thì luôn sẵn sàng chia sẻ với các bạn. Đầu camera ngồi bên góc đó. Và ở đây nè, môn trường này em cũng thay môn trường mới luôn. Bởi sao? Riêng em á, dàn điện em rất là nhát nha. Dây điện sườn này á là dây điện sườn cũ á, bởi vì em mua không có. Nhưng mà những gì mà liên quan tới điện mà mua có được, chắc chắn em sẽ mua. Ví dụ IC nè, mobin nè, sạc đồ, chắc chắn em sẽ mua. Bởi vì em hạn chế thấp nhất cái mức rủi ro khi mà giao một chiếc xe tới tay khách hàng.
đồ điện thì nó chết lúc nào các bạn đâu biết đâu đúng không? Đó cho nên là em mới dùng từ em hạn chế mức thấp nhất. Thì ở đây là đồ nhựa thì mình để lại nè, là cái này là nguyên hộp OE cũ người ta, mình để lại. Đó, và đây phần chi tiết phần máy, cái camera quay cho mình để mà bàn giao sạch sẽ rồi lại hết. Đó, đầu là vệ sinh sạch sẽ rồi lại hết, lòng là sơn lại, lòng nó là lòng đen giống lim thái vậy đó các bạn. Rồi bắt đầu giật lên qua quay phần khóa cổ nha. Có cổ đây thì kèn thì em thay một cái kèn mới của Su. Đó, cái gọng này là gọng để bắt rổ, hoặc các bạn bắt mặt nạ trước rồi đều được trên này. Xe Su vẫn gắn rổ được nha các bạn. Su Viva này chứ đừng nói Su Viva này không gắn rổ được, gắn được hết bình thường ha. Đó, và tán cổ rồi em cũng thay mới lại luôn. Và cái việc mà bắt con tán cổ đúng hay sai á rất quan trọng nha. Đó các bạn thấy không, con tán cổ đó là em đang gắn đúng đó. Nó là một con tán, một cái bát kẹp và một con tán đè lên trên. Nó ngược lại với thằng da nha. Thằng da là hai con tán nó đè lên nhau, còn này là không có. Rồi bắt đầu nè, bên đây thì em quay qua các bạn sẽ thấy là ổ khóa này em thay mới, em thay nguyên cụm ổ khóa mới. Đối với em khi dọn một chiếc xe á, thay mới ổ khóa thì nó mới đẹp. Bởi vì sao? Bởi vì sao nó đẹp? Bởi vì cái mặt chữ nè, cái mặt chữ này nó hiển thị lên đó các bạn, nó mới nó đồ hết thì nó mới đẹp. Mà hãng Su nó ác lắm nha các bạn, nó bán ổ khóa mới là nó bán vậy nè, nó không bán cái này. Cái này là phải đi mua riêng, mà trong hãng thì nó không có. Vậy em phải mua này ở đâu? Dạ thì để mua đồ Thái đồ chứ làm sao. Đó rồi chờ em chút em gắn lại cái này cái. Rồi bây giờ bắt đầu camera quay bên đây nè, thấy nè, bình xăng, bình xăng con, bộ chế hòa khí, chén xăng là một tên gọi hết. Thì ở đây em sẽ sử dụng lại bình xăng con cũ. Thì khi sử dụng lại bình xăng con cũ á, thì nó rất là dễ bị vấn đề là kim xăng, đốt xăng và cái mông tu dễ cháy xăng. Nhưng mà những anh em mà chơi xe lâu năm á, người ta nói là cứ xài lại bình xăng cũ đem đi phục hồi lại đi, nó sẽ ngon hơn mua bình xăng mới. Bởi vì mua bình xăng mới xong cũng phải đem đi phục hồi lại à. Cho nên em mới chốt lại em để bình xăng cũ đó các bạn. Rồi tiếp nè, sạc là em đã thay mới nè. Thì ở đây là cái này là cái gì? Cái này là cục đề, là cái vấn đề này nó giật em cũng cả một tuần lễ đó. Bấm đề nó kêu. Mình thử cục đề này đơn lẻ ở ngoài á, cục đề cũ á nha, mình thử đơn lẻ ở ngoài thì nó không kêu. Nhưng khi mà vừa để vô lóc máy bấm nó lại kêu. Mình có đè mình thấy nhông, ai nhè luôn. Tại vì đồ Su mình không có nhiều để mình thử các bạn. Cho nên các bạn thấy là khi mà các bạn dọn quay riêng tiệm em rất là sướng là sao? Đồ em có quá nhiều. Hồi đó em có nói với một câu với các bạn á, là gì? Không cần thằng thợ đó giỏi, chỉ cần thằng thợ đó siêng. Thì khi nó làm việc tại tiệm em nó phải giỏi. Bởi vì sao? Nó sẽ có đồ nó thử, đồ em quá nhiều em có cho lính nó thử. Thì bây giờ ví dụ như là bây giờ gặp cục đề kêu đi, anh em sẽ kiểm tra là cái cốt của cái cục đề này nó còn mòn hay không. Nhưng mà cái cục đề cũ là nó không mòn nha. Rồi anh em kiểm tra qua nhông đề, mà nhông đề xe này lại mòn. Vậy mà cuối cùng á, cái nhông đề này nó không kêu mà cục đề này nó kêu nè. Thì bây giờ chấp nhận em bỏ tiền ra luôn, em chơi thắng thua luôn. Em bỏ tiền ra em mua một cục đề mới. Nếu mà cục đề mới nó êm thì em sẽ thay vô, nếu cục đề không êm em vẫn lại cục đề cũ cho người ta nha các bạn. Và cuối cùng cục đề này nó êm thì các bạn, cục đề cũ kia nó kêu như là cắt tiết heo vậy, cắt cổ heo vậy đó. Các bạn nghe tiếng à, em. Và ở đây em sẽ cho các bạn nghe tiếng máy luôn. Và cái xe Su Va này nữa, nó có một cái quái đản là dĩ bô nó kêu các bạn, nó kêu dĩ bô này nè, nó đang kêu dĩ bô luôn á. Dĩ bô kêu rất là lớn. Và tiếng máy nè, êm lại nè. Mấy bữa gặp trở ngại là cái gì? Một, giọng nôi. Hai, là kêu cam cò. Và thực sự đây các bạn cho em 5 phút em nói về tư tưởng sửa xe của chế độ cũ và chế độ mới. Em chế độ mới, mày tự lấy cái điện thoại mày quay vô cái mặt mày bảo qua. Đó là chế độ mới đó các bạn. Giữ mới và cũ nó khác nhau cái gì? Thực sự là rất quan trọng nha. Như em chế độ mới, em sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với những đàn em đi sau. Mình là người đi trước. Ở đây á, em dọn xe này được một cái là vậy, cái may mắn của em là vậy. Em không được ai giúp đỡ nha. Em dọn xe cúp là, với lại em dọn xe X1 rồi là có nhiều anh em giúp đỡ. Nhưng mà em dọn xe này không được ai giúp đỡ. Bởi vì sao? Bởi vì bản thân em là đã là một thằng chuyên Su rồi. Thật sự mà đã kiếm cái người mà chuyên về dòng Suzuki trên thị trường rất là hiếm.
mà căn bản em là thằng chuyên sưu rồi, thì chắc chắn khi mà kiếm đồ em phải biết chỗ em kiếm, khi mua đồ chắc chắn phải biết chỗ em mua và vấn đề kỹ thuật. Thì ở trên cái xe này nè, nó sẽ có những cái khó mua là gì? Cặp nhông nồi, cục đề, cam cò. Ở đây là cặp cò em mua được trên xe này á, cái ông bán cho em á, bữa em quay clip 5 giây á, em mới nói với bạn á, ông nói là tự tin nguyên nước Việt Nam có, mình đâu có. Thì trong quá trình trở ngại ở đây em chở cỡ một câu chuyện vui là em làm cái xe này nó bị kêu, thực sự làm hết khả năng là thằng Bảo làm hết khoảng 10 ngày không êm. Thì mới đi cầu cứu những anh em thợ khác á, tới qua cho người ta nghe thử xe mình nó bị cái gì. Thì khi mà tới những người mà cũng chuyên dòng Suzuki này á, thì xe người ta, cái này em nói không phải là em dìm ta xuống nha, em đang kể cho các bạn một câu chuyện vui. Thì tới á, em mới biết được là cái xe mình đang làm á, nó đã êm hơn những cái xe người ta làm rất nhiều là một rồi. Và sẽ có một anh á, anh chế độ cũ, anh vô dắt anh Bảo đi vòng vòng. Làm anh nó giống như là giúp thì anh không giúp á, mà anh quẻ đủ thứ. Cuối cùng luôn, anh hỏi cái này xài cam cò gì? Ông nói, thằng Bảo nói xài cam cò hãng. Ông nói sao mua có, không bao giờ mua có. Thằng Bảo nói, nó đưa clip em xé bịch ra, thấy nó trộn ghê vậy, đâu mua có được cặp cò. Cái đó là chuyện của mấy em, nhưng mà mấy anh giúp được mấy em, sau này em thiếu mấy anh một cái món ân tình. Còn mấy anh không giúp được em mà mấy anh quẻ em thì sau này mấy anh kiếm em lại là hơi mệt đó nha. Nói về nghề, ví dụ mấy anh đi trước mấy anh biết, mấy anh cứu em một lần em sẽ nhớ suốt đời, còn mấy anh quẻ em một lần em cũng sẽ nhớ suốt đời luôn à. Đó, thì mình đã kiểm tra hết toàn bộ thực sự cái xe này á, và vấn đề máy móc á thì nó êm rất là nhiều, cam còn nó không kêu dắt dắt luôn. Và bắt đầu nè, nó là lòng sắt, nó giống Liêm Thái các bạn. Thì bắt đầu từ giai đoạn này đi chở sâu, cái xe nó càng ấm và nó càng êm hơn. Nó sẽ khi mà càng nóng lên nó sẽ càng êm hoài, êm hoài, êm hoài, đi rất là sướng. Anh em nào đi cái dòng Suzuki 110 này rồi cũng biết đúng không, cái máy nó chở về sau cực kỳ nhẹ, cực kỳ mạnh luôn đó. Rồi bắt đầu đi vô phần rắc rối nhất là nguyên bộ ben dầu tháng sau. Thì đây là bình dầu tháng sau cũ nè, ben dầu tháng sau cũ nè, dây dầu đồ cũ hết, nhưng mà mình phục hồi lại, mình rửa ráy vệ sinh lại, con heo cũng cũ luôn, mình chỉ thay giữa tháng mới. Bát đồ mình cũng rửa lại luôn đó, và chỉ có một phần đây nè, chớp xi nhan Relator đó là em thay mới hết. Chỉ có nè, ở đây là em kiếm không có được cái dây thun đàn bình ắc quy nè, em có lấy của Suzuki em bỏ qua, nhưng mà nó quá dài, cũng sẽ bỏ quá ngắn, thì để em coi của Suzuki 3 này quá ngắn thì để em coi thử là của thằng Suzuki nó sử dụng bằng cái gì. Rồi bắt đầu em sẽ gắn qua xe này thêm một cái ràng bình ắc quy nữa, để làm chi, để cho cái này chạy nó cứng đó. Thì ở đây là đã tổng thể xong cái phần nội thất bên trong cho xe Suzuki 3. Thì người chủ xe khi mà coi được clip này cũng biết là món đồ nào cũ, món đồ nào mới rồi, đúng không? Chớp xi nhan, rồi Relator, sạc, IC là mới hết, dây điện sườn cũ, bình xăng con cũ, hộp bộ e cũ, nguyên vàng ben dầu thắng là cũ hết, chỉ thay bố thắng mới, ruột ti ben đồ mới. Đó, bây giờ xong, giờ ráp hết, bắt đầu mới demo ra mấy cái bên ngoài là còn khó hơn nè. Đồng hồ Viva ngừng sản xuất nè, pha đèn trước, pha đèn sau rồi em mua mới có nè, bô em mua mới nguyên cây có mà giá thành sinh viên nè. Và tổng thể lại nguyên cái xe này em dọn bao nhiêu tiền nữa, rẻ ghê lắm. Cảm ơn các bạn nhiều nha. Thì Suzuki 3 dọn mới cuối cùng hoàn thiện xong 100%. Thì ở đây á, các bạn sẽ coi được những cái clip một chút về hàng ngày em sưu tầm, em tha về một chút những phụ tùng dinh chính hãng cho chiếc xe này. Thì có thể là ở đây á, là mình đúng nghĩa là 100% tất cả những phụ tùng trên xe này là dinh chính hãng ở toàn bộ, chỉ có vài chi tiết máy là mình mua theo xe. Thì các bạn thấy là nó sưu tầm, các bạn một ngày em đi kiếm một chút thì nó mới được hoàn thiện như vậy. Thì ở đây là tổng quát cái xe su này. Thì bây giờ bắt đầu là camera quay vô anh cái bô trước. Cái bô này á là cái bô dinh mới mình mua đó. Thì tại sao mà mua full cái bô này, bởi vì cái bô cũ á nó xấu lắm các bạn, cho nên bắt buộc luôn là em phải thay mới. Và về vấn đề cái bô này, nếu mà anh em nào gắn cái bô này mà gắn không đúng cách á, nó sẽ bị rè nha. Mà hiện tại là em khắc phục được cái vấn đề đó, thành công là một rồi nè, nó cứng cáp rồi nè.
Thứ hai nữa là nguyên nhân thắng thỉa sâu. À em xin lỗi các bạn thấy cái bánh đang đụng đất đúng không? Là do cái chỗ em quay á, em để nó đang là ở trên con dốc thôi, cái bánh trước em để trên con dốc chứ không phải là xe người ta đụng bánh thôi. Bởi vì em né đường cho người đi bộ người ta qua lại tập thể dục nữa, các bạn thông cảm em. Dây dầu tháng sau á là một trong những cái là mua đồ mới không có, và nếu anh em nào bị hư á thì chỉ có mua lại đồ cũ thôi. Heo dầu em xài lại, dây dầu em xài lại, 4 tháng dĩ mua mới, bát heo đồ là mình xài lại hết. Thì em thay là vỏ nè, niền nè, căm nè, toàn bộ là chính hãng Suzuki Việt Nam mình hết. Ở dòng xe này nó có một cái hay là sao, đồ á nó sẽ ít bị phụ tùng giả. Bởi vì có thể các bạn chơi quay thái rim thái đó, em chơi quay thái rim thái đồ á thì cái gì mà người ta chơi nhiều chuộng nhiều thì nó bị làm nhái làm giả. Còn tất cả những cái đồ nè nếu mà ở trong hãng Su còn các bạn đều mua được nha, và mua với giá cực kỳ mình thấy là rất hợp lý. Tổng thể cái xe này em dọn á thì nó siêu rẻ luôn, mặc dù tình trạng xe này không có còn được tốt. Và đây nè, từ cái xe này lòi ra nè, xe này cũng Sóc Trăng mà nó mục hết. Thì em không biết lý do là tại sao nha, bởi vì các bạn bữa giờ trong khoảng thời gian cuối năm này các bạn có thấy em chia sẻ, em quay vài clip em nói á là em có dọn cho một anh ở dưới Long An và một anh ở dưới Sóc Trăng thì toàn bộ là cái xe nó bị xét hết. Mà thực sự là vấn đề ở đây là không phải là do thằng si đồ hoặc là không phải do ốc nha, bởi vì tất cả ốc là mua chính hãng của Thái, và ví dụ như vô xe này là chính hãng của Nhật hết nè. Thì mình không biết sao á là nó bị xét rất nặng, nặng hơn những anh em ở miền biển luôn, giống như là ở dưới Phan Thiết còn đồ á, nó không bị tình trạng đó. Mà cái xe này là gốc là cũng gốc Sóc Trăng này, thì mình nghĩ là do nguồn nước nó bị gì đó cho nên toàn bộ phần khung sườn này nó mục hết luôn. Thì mình xử lý lại cũng rất là kỹ. Rồi. Về phần ghét chân sau. Ghét chân sau này nè, nó sẽ rất là bền. Nhưng mà nó có gì khó trên phần ghét chân sau này. Cái phần ghét chân sau này nó bằng sắt, nó dày tới 5 ly đến 6 ly lần các bạn. Thì các bạn đi muôn đời luôn không bao giờ nó hư được. Nhưng mà nó có một cái khó ở đây là cái ác. Bởi vì khi em làm cái xe này em tận dụng lại đồ cũ chủ xe làm, sử dụng lại cặp ghét sau trái và phải hai bên á cho chiếc xe này, thì nó sẽ không có cái ác nồng ở trong đây. Thì cái ác nồng này nè bắt buộc là mình phải tự làm lại một ác nồng khác chính hãng để mình thay vô, để nó giữ cái bô khi mà các bạn đi nó không bị đập cái bô ha. Ngày hôm nay em canh xăng lại luôn à, các bạn coi nè. Sao bể dĩ nó bảo đó, đụng cái là nổ à. Và thực sự là nó nổ gan ti nhuyễn hơn rất là nhiều so với cái bữa mà em chưa ráp vô đó. Thì máy nó rất là êm hơn cái bữa nhiều nữa. Cái bữa là có thể là mình chưa canh xăng đồ nhuyễn á, cái máy nó giặt mà nó lớn lắm, thì bữa nay cái máy nó êm hơn rất là nhiều. Còn nguyên cái giờ đạp này thì là mình tận dụng lại đồ cũ trên xe, mình xi lại ti thâm nhớt á, thì là mình thay ti thâm nhớt mới. Và đây là cao su nè đó, cao su này là cao su ghét chân trước của xe Su V3 và cần thắng này em mua mới. Cần thắng Su V3 nó đẹp lắm các bạn, bởi vì nước si của nó là của Nhật luôn, Nhật si. Cần thắng cao su đạp thì em thay mới, cái nắp này nè là em giữ lại, ốc chỉnh côn, ốc cái này á là các bạn biết gì không, kiểm tra nhớt coi thử nó có bơm hay không các bạn. Khi mà các bạn mở này ra là nhớt nó bơm từ đầu giờ, nó bơm fit lên đây nè, là nó để kiểm tra bơm nhớt đó, chứ không phải là thằng Su á nó làm cái này là không có tác dụng đâu. Riêng về cái phần máy của thằng Su có thể là nó cồng kềnh hơn Honda và Yamaha, nhưng mà về hiệu quả độ bền của nó thì thực sự là riêng bản thân em làm nghề em thấy là nó vượt xa hai thằng kia rất là nhiều đó. Ở đây là stop chân và ben đạp thắng, thì stop chân này em thấy mới, còn ben đạp này là cũ, em đã chia sẻ với các bạn ha. Rồi bây giờ bắt đầu là mời camera tự quay sao mà thấy được cái chữ S ở trên cái cản. Món nhỏ rẻ tiền nhưng mà lại khó kiếm. Thì đồ Su á nó xài chung với nhau, Su V3 thì xài chung với Su Subo. Mua của Su V3 không có thì mình xài của Su Subo, đơn giản như thôi các bạn. Và tại sao mà kêu á là mua không có, bởi vì trong hãng nó ngừng sản xuất lâu rồi các bạn, và ngay cả xe Su Subo cũng vậy, Su Subo nó không còn sản xuất nữa đó. Thì mình phải xăng đó các bạn, cái đó là cao su tay nắm cản chụp vô để mà chống nước đồ vô trong đây nè. Rồi bắt đầu mỗi em bắt đầu quýnh từ đây,
quấn đi về cho mình, để mà mình các bạn thấy hết cái bộ tem. Tem ở đây em sử dụng là đúng tem zin của Suzuki nha. Thì có một cái trường hợp như vậy, nếu xài dàn áo zin hãng, tem zin hãng hết, thì lỡ may á mà nó chóc tem hoặc là nó gãy tem thì sao? Ủa, cái câu đó em tới giờ em vẫn chưa có lựa lời mà em nói sao được với khách hàng luôn á. Bởi vì sao? Trong dòng Yamaha là em thấy bị nhiều nhất. Thằng Honda em thấy ít bị, nhưng mà vậy các bạn qua đây thì ở đây là Suzuki 310 nè, đời này đời nhiêu em quên mất rồi. Thì sẽ có một cái câu hỏi là mình dành cho những anh em nào đam mê đi dòng Suzuki, em chưa thấy nha. Dù em mua một dàn áo chính hãng nè, nên các bạn thấy màu xanh đây rất là đẹp, và tem vậy, tem bắt đầu quay vô từng cái chữ. Mình coi tem zin, tem lô là mình coi những cái này nè các bạn. Nếu mà tem in á, nó không có giải quyết được cái vấn đề là cái độ nét của con tem. Tem nhà máy sản xuất cái độ nét những cái này nè rất là đẹp. Ví dụ mình nhái á, thì những cái phần này nè, mình có thể là mình làm màu giống được, hoặc là tem lô có thể giống màu được. Nhưng mà bắt đầu lúc mà nó in á, nó phun ra thì không bao giờ mà nó phun mịn và nó rõ nét, nhất là những cái này nè, li ti rất là rõ nét luôn, thì không bao giờ nhái được hết á. Bữa mình dọn một cái xe Sirius và một Yamaha, thay dàn áo mới, thay tem mới, về rửa xe là nó bắn vô là nó tự chóc cái này. Thực sự không biết lý giải làm sao hết. À còn về ở đây, các bạn coi giùm mình này trước thôi. Toàn bộ xe này khó nhất vẫn là ốc nha. Ốc này nè là đúng ốc Nhật hết á. Ốc Nhật nó màu hơi hồng hồng vậy, ốc số 7 đó là đúng ốc hết. Mình phải sưu tầm ốc theo xe nè, rồi ốc nhà máy, ốc nào mà còn sản xuất á thì là mình sưu tầm. Mà cái form nó form gì lạ quá nha Bảo, form nó thầy chưa thấy luôn, nó dép nó hơi độc đó. Rồi bắt đầu lên đây thì camera quay cho mình dàn tháng dĩ trước. Ở đây nè, cái đầm trước của con su á, nó có một cái cục canh. Cái cục canh này nó là vừa cục canh mà là nó vừa là cái che vô để bảo vệ cao su này nè, để nằm vị trí này đó. Và bốn ốc su viva thì nó là như vậy nha các bạn, bốn ốc dĩ su va nó như vậy. Nếu mà đúng luôn thì nó sẽ có thêm bát chặn, như các bạn thấy mà chặn của cái dĩ sau của Yamaha rồi vậy, nó chặn đây nè mà em không gắn, em thấy gắn vô nó kỳ kỳ em bỏ luôn. Rồi ốc số 11 là đúng ốc su nè, là hai ốc dĩ thắng của nó là phải số 11. Heo là mình giữ lại, dây dầu trước mình cũng giữ lại luôn, bát dĩ này mình cũng giữ lại đó. Chỉ có ốc này rồi nè, mình thay hết toàn bộ full ốc dàn chân. Và cái niền của thằng su viva để coi thử là niền thằng su viva là nó là union nha, union chữ lớn đó. Chứ thằng su là đi nghịch lại hết nha, nó không có Gucci và nó cũng không có siam Gucci ha. Đó, nó là niền union chữ lớn. Còn cái xe cấp mà cấp 50, cấp 81 kim vàng lệ đồ các bạn hay thấy á, thì nó là union này nè, nhưng mà là nó là union chữ nhỏ GB, còn ở sau là gì, KB đó. Thì đây là một cặp niền chính hãng của con Suzuki và dây km luôn nè. Mình nói với các bạn á, đây bát này bằng sắt luôn, Su làm rất là mình đồng có đá. Bởi vì thằng Honda và thằng Yamaha nó làm ra những cái bát mà giữ dây km đâu về, đa số thì nó làm bằng là cao su nhựa dẻo. Các bạn chạy thời gian là nó bung ra, nó rớt ra đó. Rồi đèn, một trong những cái mà đẹp nhất của con su, mình thấy rất là đẹp. Và cầm công tắc nữa, lấy mình review kiểm tra cho chủ xe, xi nhan trái có, xi nhan phải có, pha đèn trước, rồi bấm đèn lên luôn. Hai nè, này tắt máy nè, mở đèn nè đó, lù mờ vậy đó. Thì bắt đầu camera quay rồi đây. Gù bao tay dàn đèn zin, gù ở trong đây là em thiết kế gù và ruột gù đồ đầy đủ hết ha. Tay thắng là em thay tay thắng mới nè đó. Và cái kiến này em mua là chính hãng của Suzuki, bữa có clip 5 giây mấy giây cho bạn coi, là nếu mà kính zin thì nó có gì đặc biệt, nó có
một cái chữ duy nhất thôi, chữ S. Chân răng dưới đây chân răng 8 ly. Chân răng 8 ly mà ông nội này thì lại 10 ly, chắc chắn rất là nhiều. Đồ mình đồng có đá mà. Đó, và nét đẹp thứ hai nè là nguyên vàng cầm. Vàng cầm này mình mua Suzuki V3 á, thật sự là ngon, bổ rẻ mà nó nét. Nếu mà cầm lô á, cái nút nhựa nè, nó vàng nhạt lắm các bạn, và cái màu nó không có đậm. Ở đây là từ cái nút này cần kéo e nè. Đó, hoạt động được, em kéo e cái máy nó tắt liền nè. Rồi, em đờ lại nè. Rồi, em kéo e nè. Gió nhiều quá nó ngợp á, nó tắt. Rồi, xong, từ nút kèn, nút hôn nè. Cho tới là, cái này là gì bảo, nè, đá xi nhan nè. Tắt xi nhan. Đó, khi mà xi nhan mình bật về là xi nhan trái đang sáng nè. Thì mình nhấn vô đây một cái là bắt đầu nó tắt xi nhan liền. Và ở đây là Mika đồng hồ. Mika đồng hồ ở đây em mua chính hãng, và hiện tại thì em vẫn để như vậy nha các bạn. Em không xé này ra. Giờ việc xé này ra là của chủ xe chứ không phải của người Tây. Đó. Xích vô một chút Bảo. Bảo xích vô đây Bảo. Rồi. Và ở đây là ổ khóa. SO một cái là vậy nè. Trong hãng bán chìa khóa hãng. Mời coi mã 3296. Bên đây cũng 3296, đúng chị Vinh đúng không? Chị Vinh là hai mã trùng nhau. Mà ông nội này không bán. Chờ bán cho người ta ổ khóa trước và sau luôn. Bán cái chìa khóa luôn mà lại không bán cái miếng dặn đó. Thì sao mà đẹp? Chủ yếu là thay ổ khóa mới là để có cái này mới nè. Để mà cho nó đẹp mặt tiền nè. Cuối cùng không bán. Rồi, phải đi sưu tầm, phải đi săn tiếp. Phom gia. Phom gia lợp lại toàn bộ phom gia Vinh hết. Đó, rồi thì em sẽ thằng Sibo mình có thích một cái của nó là vậy, cái thùng xăng của nó nhìn rất là chắc chắn, và những cái bát báo xăng nó cũng vậy các bạn coi nè. Nó màu vàng các bạn, những cái này nó màu vàng nó giống như Sibo luôn. Đó, và trên thùng xăng của nó là có ba ốc này, cho nên là có một số anh em á dễ bị gãy con ốc này, tuôn ra ốc này đúng không? Anh em bị chưa? Nếu mà bị á qua tay để khắc phục được cho. Đúng không em trai? Thành bại là ở đây. Đó. Hai bàn này trắng làm lo tất cả. Rồi, phải tới đây đi, quay đây một cái. Nó như vậy. Này là miếng nhựa cũ theo xe nè. Thì cái này các bạn gọi là hộp đựng đồ nghề cũng được, bởi vì nó sẽ đựng đồ nghề ở đây. Mà cái này á, bỏ khăn, bỏ đồ vô rửa xe cũng được luôn, đựng đồ nghề trong đây cũng được luôn. Còn nếu mà mấy chục năm về trước thì em chưa biết công dụng của cái thằng này là gì, mà thằng này là gì. Anh em nào rành dòng này có thể chia sẻ với mình. Những cao su của Bách Yên nè, nó chịu lên đây. Để mà nó không mòn thùng xăng á, thì mình có gắn đầy đủ hết ha. Đó. Đây là chiếc SUV3 đầu tiên em dọn nha. Nhưng mà em dọn có tổng thời gian có 2 tuần nha các bạn. Các bạn thấy em quay clip là em mua đồ sang đồ gì đó, nhưng mà bắt buộc phải liên tục luôn. Từ ngày em nhận cái xe là bắt đầu em đã lên danh sách là em mua rồi. Tới lúc mà em rã ra, em kiểm tra đồ đạt hư hao gì là bắt đầu em mua tiếp. Em mua liên tục. Tới ngày hôm qua là ngày em ráp hoàn thiện mà em còn mua thêm cặp kính với hậu hãng nè. Cốt bánh trước hãng nè. Đây, cốt bánh trước hãng nó như vậy nè các bạn. À, cốt bánh sau. Đó, coi cái đầu cốt đó luôn, với lại cốt bánh sau. Con tán này á, các bạn coi nè. Nó là có khóa răng nè. Thằng Bảo nó sưu tầm kỹ lắm. Nó nghiên cứu hết. Đó. Và tem thông số này là chữ Việt Nam nha các bạn. Xe SUV3 là xe Việt Nam. Đó. Và đây thêm ông nội su nữa, cũng không giống ai hết. Cần đạp thắng nè. Ví dụ như cần đạp thắng của thằng Gia mình đi, thằng su mình đi, thì đúng là gai lớn, gai nhỏ thì không biết mà nó nhọn. Còn của ổng á, thì gai của ổng á, nó lại bằng, nó không có bén. Nhưng mà rất là rõ nha các bạn. Thằng Honda mình nó còn hột không rõ ràng, còn ông nội này nó rõ lắm. Rõ là một nè, nhưng mà nó không nhọn là hai. Và ông nội này bán trong hãng á, là đồ hãng. Nó chỉ là cây cần số không, nó không có cục cao su đen này. Đó. Rồi. Đây. Full nắp lóc. Thì các bạn thấy nè. Cái nút thâm điện này của nó là nó bằng nhôm. Và nó màu này luôn. Thì cái màu lóc các bạn thấy em sơn lại nó cũng y chang thấy không. Nhưng mà mời camera giật ra một chút đi. Thấy tổng thể anh và cái phần này. Các bạn coi cái màu vàng chân của V3 đúng nó ba màu. Tạm gọi cái màu này là màu xám đi.
hay là một bạc đậm chút cũng được. Cái này là màu xám lông chuột và cái gấp nó màu đen, phần hiện chân nó ba màu. Và ở đây là màu bạc, màu bạc nè, đúng nghĩa màu bạc là phục trước màu bạc nè. Cái lóng này màu nó nặng hơn màu bạc chút nè, gác chân nó màu nặng hơn. Rồi cái này á, là ra màu xám lông chuột, đúng nghĩa màu xám lông chuột nồi nè. Cái gấp này nè là màu đen, để tôi coi thử nó ghi bơm mấy ký. Bánh trước bơm 2 ký nha, nếu đi tải trọng 1 người. Bánh sau bơm 2 ký 25, là nếu đi 1 người á. Đây nè, ghi nè. Cho nên hồi đó giờ có nhiều anh hay vô nhờ em bơm bánh xe lắm, bởi vì em dựa trên cái số này. À, bữa nay là cái xe này là cái xe Việt Nam nè, đem thông số được Việt Nam, nó ghi tải trọng 1 người thì bơm bánh trước là 2 ký. À, bánh sau là 2.25, còn BSI là 2.9 với lại 3.3. Còn nếu mà đi tải trọng 2 người á, bánh trước vẫn là 2 ký nha, bánh sau lên 2.8. Không có đè bánh trước, bởi vì nếu mà các bạn đè bánh trước các bạn bơm á, lúc nào nó cũng bị tưng đó các bạn. Rồi, thì bắt đầu vô phần gác máy, chống nghiêng và chống đứng. Chống đứng là cũ em giữ lại em xài lại. Gác máy là cũ em giữ lại em xài lại. Gác máy của nó cỡ này. Nó phải là ra 20 mấy ly luôn rồi, nó không phải như full led mà cỡ 18 ly luôn nha, nó bự lắm. Cái gác máy của nó cho nên rất là khó cong, rất khó gãy, ai mà tung gãy được cái này là cùng máy tét luôn á. Đó, và chống nghiêng. Chống nghiêng này là mình giữ lại luôn. Mình làm đồng một món nè, hai món nè, ba món nè. Mình giữ lại hết toàn bộ cho người ta. Thì chống đứng giữ lại, chống nghiêng giữ lại, gác máy giữ lại. Cặt tê là mua cặt tê theo xe còn đẹp, em thay vô. Bởi vì cặt tê cũ trên xe là không có luôn, chứ không phải là có nha, không có luôn, thì bắt buộc là phải mua lại. Còn cái gấp này là em làm đồng lại, gấp theo xe của người ta em làm đồng lại nè, đùm trước đùm sau em làm đồng lại và cổ phục chân ba trước. Thì nếu vậy các bạn thấy là dàn chân em giữ lại hơi nhiều đúng không? Thì dàn chân nó có nhiêu đó thôi, và tại sao giữ lại? Nó bằng sắt, nó bằng nhôm mà, nó có hư được đâu, trừ khi là người ta thay đồ lô vô. Thì nếu vậy đặt ra câu hỏi là thằng Tây dọn xe này thì sẽ thay cái gì? Thì còn lại tất cả luôn đó các bạn, full dàn áo, full chi tiết nhỏ nha. Ví dụ là từng cái cầm công tắc, từng cái bao tay, từng cái kiến, từng cái mica đồng hồ, và đồng hồ Suviva ngừng sản xuất rất lâu rồi. Đó, nếu mà em không nói điều này các bạn đâu biết. Thì em á, ở trên đây là chủ xe này đang xài là một cái đồng hồ của Đài Loan. Và bây giờ nếu đồ mới bán vẫn là đồ Đài Loan thì em vẫn đỡ lại em xài đồng hồ đó. Đó, em chỉ thay cái mica ở trên là đúng chính hãng Suzuki nè, em vô hãng mua. Chứ em không có, mình phải phân tích vấn đề rõ cho tất cả khách hàng hiểu nha. Còn nếu mà ai mà có thì chắc là những cái đồ đó là đồ tồn kho, bán ế quá không còn bán được giữ. Chắc chắn những anh em trên hội xui qua phải có thôi các bạn. Rồi, về phần đây. Phần đây cái cặt tê của Viva nè. Thì anh em qua đây nè, chắc ngồi này nhìn mới thấy, ngồi bên góc anh nhìn mới thấy. Anh em trả lời mình là nó có ốc ba kia sở vô lại không ấy không? Em trai. Đó. Nó có một cái ốc ba kia sở vô lại một tán ở dưới hay không? Anh em trả lời giùm mình có hay không nha. Rồi. Thì tổng thể xe ở đây thì em đã thực hiện xong. Thì về phần kiến và phần cái ba ga này mình cũng hỏi là có muốn anh gắn luôn cho chỉnh chu luôn không? Để giờ dưới đó khỏi mất công mua nó gắn cho em luôn. Thì ở đây là xong hoàn thiện 100%. Đầu tiên mình sẽ gửi lời cảm ơn tới hai người giúp đỡ mình hoàn thiện xe Viva này. Đó là một anh trong group Viva. Anh đó am hiểu về đời Viva rất là nhiều, là một cái thứ hai là một người đầu tiên. Cái người thứ hai là người đó là hãng Su. Tổng giám đốc công ty hãng Suzuki Việt Nam là bạn đồng hành của anh Bảo đến từ Tân Phú. Và người thứ ba em muốn cảm ơn đó là một người ở ngoài chợ lớn, ở ngoài chợ bớn bán đồ mà đúng chính hãng nhập của xe này có nha. Bà ơi, em cần cảm ơn, và người ta cũng chỉ mình là à, cái xe thằng Tây đang dọn là đời nào. Mã đời là 23F thì cái con cò từ cái phần máy nó đã khác rồi nha, chứ đừng có kể tới chi tiết gì hoài. Thì nếu anh em nào mà gặp được cái đời Suva này mà cần dọn có thể kiếm em, là một tổng thời gian em dọn xe này có 2 tuần à. Nếu xe nào khó khăn hơn có thể 3 tuần. Và mặc dù cái xe này là nó gây áp lực cho mình rất là nhiều từ kiến thức. Nếu đầu tiên á em dọn một xe rim đi thì em dọn quá nhiều à, chắc chắn em sẽ biết con ốc đó nằm vị trí nào. Còn cái xe này là một cái xe nát. Nếu mà xe này đúng một cái xe đẹp đi thì vô em rã ra là em biết à, con ốc này bắt buộc phải nằm ở đây, em nhớ được. Còn xe này người ta dọn không biết mấy lần,
Nhưng mà tất cả ốc trên đây là đồ lô hết. Nhiệm vụ mình đó là phải sưu tầm lại, lên mạng học hỏi nè, hỏi những đàn anh đi trước nè, à là coi thử con ốc này nằm vị trí nào. Và ốc chỗ này là ốc ba kê hay ốc 10 hay ốc 8, để mà trả vờ lại và nó có chữ hay không. Ví dụ bốn ốc gạt tên, bốn ốc gạt tên này là số 4 hay là trơn giống vậy đó, các bạn biết được hay không mới là quan trọng đó. Và nó của đời thấp hay đời cao, su 3 mình nó có đời thấp đời cao mà. Khi anh em nào mà coi được clip này á, mà anh em đưa cho mình mà su vi 3 thắng đùm lụm bỏ túi luôn. Dễ, thắng diễn còn làm được nè, thắng đùm mới làm được nha các bạn, đúng không? Có là cứ chơi đừng có sợ gì hết. Rồi nếu như vậy á thì chi tiết xong đúng không, thì mình không biết thì bắt buộc là mình phải lên mạng mình học thôi. Mình học á không được á, lên mạng không có thì sao, thêm một chữ nữa là chữ hèn. Em hèn tại thời điểm ngày hôm nay nha, nhưng mà qua ngày sau chắc chắn em giỏi hơn á. Bắt buộc luôn phải đi cho mà những cái thằng nào nó biết á, nó đâm mình. Bây giờ ví dụ như bữa em nói bạn những con ốc vàng áo á, thằng Bảo đi mua, vô mua nha, mình hỏi nó không nói, hỏi nó ốc này ốc gì nó không nói, nó bây giờ mua cái gì á, nó cầm cái phiếu tiền nó đọc đi, đọc ra mình nói với bạn lúc đó là mua chính xác luôn là có khoảng là 7-8 con ốc thôi, với lại mấy cao su ác nồng nữa. Hết nhiêu đây, một tờ rạm xanh cũng cắn răng chịu thôi. Xong rồi á nó mới nói đó, thì cái tiền đó mình không tính chủ xe được các bạn, bởi vì đó là cái bài học kinh nghiệm đầu tiên của mình. Anh em hỏi em là dọn chiếc xe á thì có khó khăn hay không, trở ngại hay không, mình nói với bạn á, gặp vấn đề khó hoài nhưng mà không thể nào đem ra chia sẻ, bởi vì đó bắt buộc là mình phải chấp nhận để mà làm chi, để mà mình qua mình làm tiếp chiếc xe thứ hai thứ ba, càng ngày mình làm càng chỉnh chu hơn. Ví dụ như mình lên chiếc này đi thì có những anh em khác người ta sẽ tin tưởng, người ta gửi thêm chiếc thứ hai thứ ba, tới lúc đó mình rành rồi thì mình sẽ rất cảm ơn những người đã giúp đỡ mình. Rồi cảm ơn các bạn nhiều vậy, chúc các bạn có một đêm coi kênh Tây Quần Điển vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Chào tạm biệt các bạn.